không chim em? Đến những đảo xa, đến những đảo mờ, ở đâu chưa đi thì lòng sẽ đến. Lúc trở về, lòng ngậm ngùi những cảnh thơ. Nét xuân biển trời mây nước Hạ Long đã hòa điệu vào hồn thơ Chế Lan Viên như thế. Huyền thoại kể rằng, thuở xa xưa lắm, có đàn rồng mẹ và con từ thượng giới vẫn xuống vùng biển này giỡn sóng. Gặp năm hạn hán, rồng phun nước cứu mùa màng. Khi có giặc xâm lăng, rồng giúp dân lành trừ kẻ ác. Dấu tích đàn rồng nghĩa hiệp ấy là 1969 hòn đảo trên vịnh Hạ Long, mà một nhà thơ Tân Tây Lan đã nhận xét rằng mỗi đảo một kỳ quan. Bàn tay tạo hóa đã sắp đặt trên vùng biển rộng hơn 1.500 km vuông này cảnh trí mỹ lệ khó lời nào tả xiết, chỉ bằng hai chất liệu cơ bản là đá và nước. Thắng cảnh Hạ Long mỗi ngày hiển hiện nhiều sắc độ huyền ảo và lộng lẫy cả bốn mùa. Bức tranh biển đảo Hạ Long là thủy mặc buổi mai lên, là sơn mài khi chiều xuống, thành nguồn cảm hứng thi ca tao nhã và hào sảng cho bao thời. Hội đồng Di sản Thế giới đã xác định rằng những núi đá vôi nhô lên từ mặt nước của vịnh Hạ Long là một cảnh độc đáo tuyệt mỹ của thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt các di sản khảo cổ. Trong hang động của nhiều đảo đá như Soi Nhụ, Tiên Ông, Bồ Nâu đã phát hiện những di chỉ cư trú của người tiên sử, chủ nhân văn hóa của Hạ Long. Môi trường biển đảo ở đây có khí hậu ôn hòa, biên độ thủy triều lớn, nhưng nhờ quần thể đảo đá ngăn sóng mà trong vịnh quanh năm yên tĩnh. Đây là điều kiện sống thuận lợi cho các loài thực vật và động vật của nhiều hệ sinh thái. Cùng với những giá trị ngoại hạng có tính toàn cầu về thẩm mỹ cảnh quan và địa chất, địa mạo đã được thế giới công nhận, sinh cảnh Hạ Long với nhiều loài đặc hữu và quý hiếm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và cảm quan du lịch. Du ngoạn Hạ Long, kỳ thú là tham quan đảo đá và hang động. Từ thế kỷ 13, Hoàng đế Trần Thánh Tông trong bài thơ Đi chơi phủ An Bang đã cảm tác trước cảnh trí Hạ Long. Sớm chơi mây núi nổi, đêm nghỉ bến trăng thanh, bỗng đâu được thú lạ, ngọn bút đầy muôn hình. Vẻ đẹp của Hạ Long chợt hiện với những tượng hình đảo đá, để hồn người theo dáng đặt tên. Phút chốc cảnh tượng lại thay nền đổi vẻ, làm du khách trầm trồ man mác. Trong lòng đảo đá là thế giới hang động, với những thiên cung, đầu gỗ, trinh nữ, tiên ông, bồ nâu, kỳ ảo đến nỗi làm ta sửng sốt. Mùa hè năm 1991, ông Bộ trưởng Du lịch nước Cộng hòa Pháp đã biểu lộ cảm xúc rằng Hạ Long đẹp đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở. Gió trời và nước biển hàng triệu năm tạo tác nên những hang động tuyệt mỹ này. Nhà văn Nguyễn Tuân, sinh thời thăm Hạ Long đã thốt lên: chỉ có núi mới chịu già, chứ biển và sóng biển Hạ Long thì trẻ trung đời đời. Tài nguyên biển Hạ Long với những ngư trường ngoài khơi, trong lộng cho con người nguồn sống, những vạn trài lang đảo đã mang gương mặt mới. Người Hạ Long gắn bó thiết thân với biển đảo, mỗi ngày tô điểm thêm cảnh sắc quê hương. Du lịch Hạ Long còn những điểm tham quan di tích lịch sử và văn hóa, trải từ Bãi Cháy đến Vân Đồn, từ huyền thoại đến lịch sử dựng nước và giữ nước. Vùng biển địa đầu Tổ quốc Việt Nam còn lưu truyền công tích những danh nhân đậm nét với võ công oanh liệt triều Trần. Đức ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản được tôn phong thần hiệu Đông Hải Đại Vương. Danh tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư uy linh với đình miếu Quan Lạn. Mỗi kỳ lễ hội hàng năm, khách thập phương nô nức hành hương chiêm bái và vãn cảnh, vừa tỏ lòng thành với ơn đức tiền nhân và cũng để cảm nhận một vùng văn hóa biển. Nhà thơ Nga Pavel Antokolsky đã viết về Hạ Long rằng chính ở nơi đây, biển ung dung bấn những sợi dây xanh ngắt và mặt chát của chiếc đàn thất huyền của mình,
con rồng ở đây cũng là con rồng hết sức vui tính. Sóng nước Hạ Long có sức hấp dẫn lạ thường. Vịnh biển kín gió với độ mặn nước biển khá cao. Cảnh sắc hữu tình ngoạn mục là quà tặng của thiên nhiên cho các loại hình thể thao thám hiểm. Du lịch Hạ Long có các môn thể thao tốc độ dành cho người thích phiêu lưu trong cảm giác mạnh với mặt nước và bầu trời. Người ưa du thám có thể chọn thuyền kayak, tự mình vung chèo lướt sóng, đi thăm Tùng Áng và hang động Hạ Long. Du lịch Hạ Long đã được xác định là mũi nhọn kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Với tốc độ phát triển nhanh cơ sở hạ tầng, cả về số lượng và chất lượng, hàng trăm khách sạn mọc lên quanh bờ vịnh, trong đó có 70 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 5.000 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chất lượng dịch vụ trong hệ thống khách sạn không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của du khách về lưu trú, giải trí, chăm sóc sức khỏe và giao lưu văn hóa. Năm 2007, du lịch Hạ Long đã đón 3,6 triệu lượt khách với 1,4 triệu lượt khách quốc tế từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Australia, Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản. Sau mỗi hành trình giao hòa cảm xúc và sinh lực với biển Hạ Long, du khách trở về với những tiện nghi, trang nhã, lịch sự và chu đáo. Những nhà hàng Hạ Long luôn làm hài lòng thực khách với không gian ẩm thực mang phong vị Á Đông và đậm cốt cách Việt Nam. Trải dài gần 1 km ven bờ biển Bãi Cháy, công viên quốc tế Hoàng Gia được quy hoạch thành khu du lịch đẹp nhất thành phố Hạ Long. Tại đây có những công trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam và giới thiệu văn hóa dân gian của vùng đất Quảng Ninh, của vùng biển Hạ Long. Du khách có thể tham quan bảo tàng cổ vật, thăm các gian hàng thủ công mỹ nghệ, tham gia các hoạt động giải trí hoặc đến cửa hàng lưu niệm chọn những món quà du lịch Hạ Long. Bãi Cháy lung linh với làn gió trong lành đưa tiếng sóng biển xa vọng tới. Hạ Long là di sản hội tụ những giá trị đặc sắc tiêu biểu về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa Việt Nam. Nhà thơ Trung Quốc Tiêu Tam trong thi phẩm của mình đã viết: chưa xem vịnh Hạ Long chưa phải đến Việt Nam. Ngày hội du lịch Hạ Long được tổ chức định kỳ, khai mạc vào ngày 30 tháng 4 hàng năm, tưng bừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, vui chơi mang tính dân tộc và hiện đại. Một điệu hò biển nâng cánh Hải Âu giữa khoảng trời giao lưu thân thiện trong vòng tay hữu nghị và hợp tác. Thành phố Hạ Long đã là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch lớn, hướng tới mục tiêu năm 2010, du lịch Hạ Long đón được 6 triệu lượt khách với 2,5 triệu lượt khách quốc tế. Không gian du lịch Hạ Long cần tiếp tục phát triển với phương thức và sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn. 80 dự án hợp tác đầu tư với 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc vận động bầu chọn kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long sẽ khởi động những nguồn lực mới cho tương lai. Bãi Cháy vẫn lưu địa danh mang ánh hồi quang lịch sử. Núi Bài Thơ còn ghi tạc cảm xúc với trời biển Hạ Long. Những chuyến tàu đưa du khách vượt đại dương đến một vùng di sản thiên nhiên thế giới. Xây dựng môi trường du lịch sạch đẹp, văn minh với đẳng cấp chính quy chuyên nghiệp sẽ là tiêu chuẩn ấn tượng thương hiệu Hạ Long. Những giá trị tiềm ẩn của kho tàng di sản Hạ Long đang được bảo tồn và khơi sáng để ngày càng giàu đẹp.